Rồi, video này chào mấy bác nha. Em có một con T170. Thì có một anh khách gửi máy vô đây để bên em làm. Thì đầu tiên cái mắt em nhìn á là con này khách đã thay lửa. Đấy, và kêu lửa chập chờn. Thì em nhìn như con này á là đã bị thay lửa, đang chạy vít lửa, chạy quay C. Nhưng mà chạy lại chạy quay C một cục. Bởi vì tại sao? Bởi vì những người trong nghề mà lâu năm á, là nhìn cái rắc này là biết là con này, lửa này không phải lửa của nó. Đấy, tinh mắt lên cũng là lửa Nhật á, nhưng mà không phải lửa của con này. Nếu như mà mọi người làm trong nghề mà chỉ cần một vài năm mà chú ý đến những cái điểm mà nó khác biệt á, thì mọi người sẽ biết. Thì con này đã bị thay một bộ lửa khác. Và bộ lửa này chưa chắc đã dùng được nha. Rồi, đó là chưa chắc thôi, chứ em không dám khẳng định. Thì bây giờ em sẽ đi theo để xem thử nó lý do gì. Thì đầu tiên thì em cố gắng em làm full một video của con này cho mọi người coi. Thì đầu tiên em phải mở bộ lửa, không cần phải mở bộ lửa, mình thử lửa trước. Anh khách này anh kêu là lửa chập chờn. Thì cái con này á, là nguyên rin của nó chạy vít lửa. Nhưng mà anh khách này anh đã ở một nơi nào đó họ đã chạy qua IC. Đấy. Lửa ngon mà. Tại sao em biết là con này chạy thay qua lửa IC? Đây này mọi người coi này. Nó có một cái rắc để cắm qua vít lửa này. Đấy. Nếu như đối với những cái đời mà cắm qua như thế này thì mình chỉ cần gắn cụ IC tép vô, mà đời này không gắn IC tép mà lửa vẫn mạnh như thế này là chứng tỏ là không phải do lửa. Thì giờ nhiệm vụ mình đây là ở một nơi nào đó họ đã thay lửa. Đó. Thì giờ nhiệm vụ mình sẽ phải mở ra hết, mình coi xem cái tầm lửa nó ra sao. Tuy có lửa rồi đó, nhưng mà mình phải căn lại tầm lửa. Lửa rất là mạnh. Quá mạnh luôn. Thì con này đã đỡ được một mớ tiền lửa rồi. Rồi. Thì bây giờ mình cứ mở, mình cứ cho nó nổ lên đã. Bây giờ mình lên chế đã, cho nó nổ lên đã. Rồi mình coi lửa sau. Bởi vì cái dòng lửa này rất là khó căn. Khó căn lắm nha, không phải đơn giản đâu. Phải bung hết quần áo nó ra thì mới căn được. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào? Đây, một tình trạng nữa thì là nước phíp. Đấy, của anh khách nha, ở Tiền Giang gửi lên. Thì con máy này em nhắc lại không phải bên em bán. Đó, anh khách này mua ở nơi khác. Thì nứt phíp thì bắt buộc phải thay cái phíp đi rồi. Đó, điều chắc chắn. Thì em thấy nó hay hay thì thấy người ta đã thay cuộn lửa. Thì mình đưa lên cho mọi người coi để mọi người có thể phân biệt được. Rồi. Con này thì nồng bạc còn đẹp. Đấy, nồng bạc còn đẹp. Rồi, bây giờ em sẽ ráp cái tum vô. Em sẽ mồi nổ xem nó nổ không đã. Thì thao tác của những bạn mà sửa máy á, thì cũng nên thế. Nó có lửa thì mình thử xem để nó nổ có giòn đanh tiếng không. Để mình đoán bệnh đã. Bởi vì một con máy mà đã qua dân sử dụng á, là nó khác nha. Một con máy mà mình máy bên Nhật về á thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà những con máy mà đã qua dân sử dụng như thế này, có nghĩa anh khách này anh gửi để bên em làm á, thì mình phải kiểm tra rất là nhiều thứ. Một con máy bãi Nhật về không cần kiểm tra nhiều, nhưng mà những con như thế này mà không kiểm tra là dễ chết các ngay, mình bị ăn hành. Thì đầu tiên mình mồi xăng vô. Rồi, con máy này còn được. Thì những cái lỗi của anh khách này á, thì anh sửa đâu anh chạy nhất thơm. Thì nó cái dòng này dễ làm lắm, chứ nó không khó làm. Đầu tiên thì coi lửa vậy là ok rồi. Bây giờ nhiệm vụ mình sẽ phải làm cho nó một cái phíp.
làm sao mà nó càng bền càng tốt cho khách. Thì cái phíp này gần như là bỏ rồi, cái phíp này nó bị nứt rồi. Và đây, một cái lỗi nữa của anh khách này, lỗ hơi đâu, bắt lộn ngược phíp, lỗ hơi dính lên trên. Đấy, đi phải nhìn từng điểm nha. Bởi vì tại sao mà em nói, nhiều khi á, mấy anh làm trong nghề á, mấy anh mở đến đâu á, đặc biệt là những con máy mà qua dân sử dụng như thế này, mấy anh mở đến đâu á, là mấy anh phải chú ý từng tí một. Đấy, mình mà không chú ý là chết ngay, mà ăn hành ngay. Mình phải để ý từng điểm một, mình mở ra ở vị trí đó như thế nào. Một con máy nhật bãi á, thì nó khác, nó quá đơn giản để mà mình có thể mình xử lý vấn đề. Nhưng mà em lại có hàng về. Đây, mọi người thấy không? Anh khách này bắt lộn ngược phíp. Phía trên đây không có gì cả, thấy chưa? Đấy, bắt lộn ngược phíp. Đây, lỗ hơi nó đây. Thì bây giờ mình cạo răng, cạo đồ đi, rồi em làm phíp cho mọi người coi. Sau khi mình đóng một cái răng đủ 3 vị trí ốc, hai ốc và một lỗ hơi này. Đấy, nó trùng nhau hết này. Đây này, cái răng như thế này. Thì mình sẽ làm một cái bộ phíp. Đấy, mình sẽ cố gắng mình làm một bộ để mà mình khoan vô đây luôn. Thì lợi dụng luôn vô cái này, thì chốc nữa em sẽ làm sau cho mọi người coi. Thì bây giờ nhiệm vụ mình khoan lỗ hơi đây. Mình bỏ hoàn toàn cái lỗ hơi cũ nó đi nha. Đây, mình lấy dấu. Rồi, một bên đó, như này là coi như mình bắt cố định vô như thế này, nó rất là chuẩn. Tại sao mà bên em bán máy á, nó rất là ổn định? Bởi vì mình làm là mình làm sống như thế này, nó rất là chuẩn. Đây, có một dấu này. Lỗ trên đây bỏ hoàn toàn. Rồi, bây giờ nha, kế đến này, coi như thế này bắt vô là xong này. Thấy chưa? Là nó cái bắt vô như thế này. Đây, đấy, là thẳng lỗ này với lỗ kia rồi. Rồi, bây giờ đến kế đến là vị trí bên kia. Vị trí bên đây thì đây, nếu như mà em làm là toàn bộ em làm xong. Cái vị trí này ít vô máy này, thì vị trí này có phải nằm như thế này chưa? Đấy, đây nhá. Đây, bây giờ bắt đầu là mình phải khoan một cái lỗ vị trí bên đây nữa là xong. Đây, do làm phải hướng dẫn video nó hơi giật dẹo. Đấy, mình lấy dấu. Rồi, ok, coi như có dấu rồi nha. Bây giờ khoan xin hai lỗ này lại với nhau. Đấy, xin qua đúng vị trí luôn. Bây giờ mình kiếm ốc mình bắt vô là xong. Rồi, để em kiếm ốc. Rồi, đây nha. Sau khi em chuẩn bị ốc xong xuôi hết, thì cái giai đoạn mà ngán nhất là kiếm ốc. Để kiếm được những con ốc phù hợp á, nó rất là khó. Bây giờ chỉ việc ráp thôi. Nhớ cái chiều vô để mình ráp. Ráp là xong. Nó đơn giản lắm. Tại sao mà em làm máy nó chuẩn? Bởi vì mình làm là toàn bộ, mình làm là đến đâu là mình làm sống hết. Nên tại sao mà nó rất là chuẩn. Rồi, để em kiếm vít vặn vô. Nó rất là đơn giản thôi. Nó trống như thế mà nó vẫn nảy nở sinh sôi. Nó không hết. Nó có nhiều vấn đề. Chẳng qua cái chúng nó sợ ông ấy là vì cái thế lực của nó quá mạnh. Bọn nó cứ nói chống tham nhũng chứ đục má thằng to ăn to, thằng bé ăn bé. Nên nhiều người không hiểu đâu. Em có điện thoại. Rồi, vừa rồi em có điện thoại. Rồi, giờ bắt đầu là mình bật vô. Đây, em thử hơi cho mọi người coi này.
Tại sao máy bên em làm nó rất là chuẩn. Thấy chưa? Máy cỡ vậy mà làm chứ ăn chứ mấy anh cứ làm để đại. Rồi xong. Bây giờ nhiệm vụ mình bắt phíp vô là xong thôi. Rất là đơn giản. Nó dễ lắm, nó không khó đâu. Rồi giờ em sẽ bắt chế vô rồi em nổ thử luôn. Rồi, giai đoạn này là khó nhất rồi. Còn bây giờ đến giai đoạn là rất là dễ rồi. Rồi ok. Rồi mọi người thông cảm nha, em có điện thoại. Rồi giờ mình lắp chế nốt vô này xong. Đâu ta, chế xong đâu rồi. Nó không khó đâu. Thật ra mấy anh làm không kỹ á thì nó giặt thôi, chứ còn làm đúng mà nó đâu dễ mà giặt lại mình vậy. Mấy anh này làm không có kiến thức mấy mà cái đè ra làm như thiệt. Chết. Làm máy này phải có kiến thức nha. Nhiều anh không có kiến thức làm là không ăn thua đâu. Người ta làm tỉ mỉ tí tí một đây chứ ăn thua. Nó nhiều anh làm đại đại như con này mà ra chạy tí ở ấy mới toi chứ. Rồi. Giờ nổ thử luôn. Nổ thử căn chỉnh luôn cho mọi người coi. Rồi em sẽ mở ra kiểm tra lại. Nên là mấy anh làm gì thì làm, nhưng kỹ lưỡng chút. Còn không có kiến thức là tốt nhất là gửi máy đi cho thợ họ làm. Thợ cũng phải như thế nào chứ, thợ mà giặt dẹo cũng làm cũng đâu quan thua đâu. Nổ chắc luôn. Thấy không? Làm là phải tới, làm không tới thì chết ngất ngay. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Thì đây em vừa hoàn thành thì vô boe xịt lọc gió nỉ. Rồi thì mình cố gắng mình làm cho khách cho nó ngon lành. Rồi em sẽ bây giờ như con này nha, là em thấy còn hai điểm nữa phải làm nốt. Một điểm á, là con này máy ba lô nó thổi về đây, thì giờ nhiệm vụ mình dẫn nó về đây là một. Hai đã nhiệm vụ kiểm tra lại lửa liếc còn nữa là xong, đấu công tắc nữa là xong. Rồi ok. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã coi video. Thì vừa rồi là em làm một con máy cho một anh khách. Thì em cũng nói rõ này, con này rất là dễ làm nha. Thấy không? Còn những con nó rất là khó, không dễ như thế này đâu. Thì em cũng nói rõ với mọi người như này, tay nghề á, làm sao thì làm, nhưng mà mình phải hiểu về máy thì mình làm. Chứ còn như anh khách này như vậy làm sao mà chạy được đó. Thực sự là vậy. Thì anh khách này lựa chọn của anh á, là gửi vô cho mình. Mình kêu máy ngon thì hãng gửi. Còn máy mà xuống cấp rồi thì đừng có gửi làm gì, mất tiền oan. Thì anh này anh kêu còn ngon. Và con này thì chắc chắn bị thay lửa rồi. Đấy. Chắc chắn luôn. Em làm nghề em nhìn biết ngay. Thì máy con ấy không phải dở. Giờ nhiệm vụ mình phải kiểm tra lửa liếc rồi đâu vô đó hết là rồi.
gửi đi cho khách nữa. Xong kiểm tra lửa này, làm lại cái bô này, còn cái bình xăng này có thể là em thay luôn. Qua bình xăng kia thì nó dễ làm bát làm đồ hơn, cái bình xăng này không có thể làm bát đâu. Nghĩa là 2-3 nhiệm vụ đó. Đó. Rút ống xăng rồi nha. Nổ này. Nổ rất là dễ thương. Ok, cảm ơn mọi người đã coi video. Thì mỗi anh cho em xin một like khi xem được video này. Thì giờ nhiệm vụ bên em là phải mở hết ra, em kiểm tra lại. Kiểm tra lại phát nữa mới dám giao nha. Chứ mấy anh đừng có nghĩ máy mà nó đơn giản, không có đâu. Trên đời này không có gì gọi là đơn giản cả. Rồi, ok.